đỗ quyên bạn ơi, những cái chậu đỗ quyên ở đây rất là đẹp luôn ạ. Các bạn nhìn thấy là cái thứ nhất là nó đã vào trong chậu đảm bảo rồi nhé bạn nhá. Hai nữa là cái gốc của nó rất là to và đẹp, các bạn nhìn thấy những cái gốc nó có đẹp không ạ? Đây ạ, như cái cây đỗ quyên này rất đẹp luôn. Đó, các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu đỗ quyên như này, cái chiều cao của cây thì cao từ mặt bầu lên khoảng tầm 1m2. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu cây đỗ quyên, lô cây đỗ quyên rất đẹp như này, gốc to đẹp, thì vui lòng alo thật sớm nhá. Ở đây mình nhìn thấy có cái màu này là rõ ràng này, ba cây màu cá vàng các bạn nhé. Đấy là cái màu lá nó khác hẳn với cả một vài cái cây màu hoa đào ở trong góc kia. Đấy, với cả thi thoảng những cái cây đỗ quyên ở trong năm thì nó sẽ ra được những cái bông hoa như này. Ví dụ như cái cây này thì biết chắc là hoa màu tím ạ. Đó, vì là nó đang có một vài cái nụ, cái hoa. Còn đâu những cái cây đỗ quyên nó rất là khó phân biệt màu. Chỉ có đây là màu cá vàng này thì biết này. Màu hoa lá bé bé ở góc kia, đấy là màu màu hồng đào, màu hoa màu kép. Còn đâu các màu khác thì chỉ có khi nào cây đỗ quyên nở thì mới biết thôi. Các bạn có nhu cầu thì alo sớm nhá. Cảm ơn các bạn nhiều.